Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái combo chế xe 3 bánh máy xăng. Loại này là loại to, cầu liền, bánh gai, chuyên đường địa hình các bác nhé. Em sẽ có một video về một bộ chuyên về đường đồng bằng. Còn đây là bánh gai cao, chuyên đường địa hình đồi núi. Tất nhiên bộ này vẫn có thể sử dụng ở đường đồng bằng bình thường. Mặc dù gai cao nhưng mà các gai sát nhau cho nên là đi không có cảm giác gì là nhảy sóc. Bộ này thì hoàn toàn là đồ nhập khẩu hết, bên em bán 100% là đồ hàng nhập, lốp nhập này. Đấy, la răng tàu này. Đây, la răng dập gân dập lổi rất là đẹp mà cứng. Đây các bác. Đấy. Đấy thì em vẫn hay nói với các bác rồi đấy, thì cái việc dập gân tăng cứng ấy, thứ nhất là nó sẽ giảm vật liệu, thứ hai nó sẽ tăng cường độ cứng vững. Mình còn chưa nói về cái vấn đề chất lượng thép nữa. Tuy nhiên thì độ cứng vững của một cái mâm thì nó sẽ phụ thuộc vào kết cấu. Đấy, là như vậy. Con bánh này thì có trọng lượng mắc loát là 515 kg, thì tất nhiên là các bác sẽ sử dụng cho việc tải trọng 1 tấn là không vấn đề gì cả. Tất nhiên thì cái dòng máy của mình phải đủ khỏe mới chở được. Ở đây thì phần xương sống của nó vẫn là phần trục cầu, hệ thống dẫn động và phần nhíp bánh. Còn tất cả các phụ kiện thì đều đi theo đầy đủ hết. Đây, giới thiệu qua về phần nhíp. Nhíp này là nhíp hàng nhập các bác nhé, 8 ná này. Đấy, nhíp 8 ná có gân tăng cứng. Nhíp này thì được làm là bản 6cm các bác nhé. Đây, bản này là bản 6cm các bác nhé. Bản rộng 6 này. Thì các bác lưu ý cho em là cái bản 6 và bản 5 nó khác nhau nhé. Ví dụ cái bản 5 thì nó đến đây thôi. Đấy, bản 6 này 8 lá của bản 6 thì nó sẽ không tương đương với 10 lá của bản 5 nhé. Đấy, thì nhiều khi các bác mua hàng không biết, cứ tính là số lá và chiều dài thôi. Tuy nhiên các bác sẽ không biết đến cái độ rộng này, nó còn có một loại 7cm nữa, loại 7cm nó còn cứng nữa. Tuy nhiên là trong cái bộ này em bán là 6 lá, 8 lá và bản 6. Đấy, chiều dày thì nó là dày 7 ly. 7 ly tuy nhiên thì nó có gân tăng cứng cho nên là nó sẽ đàn hồi và độ uốn dẻo đàn hồi tốt hơn là so với nhíp không có gân tăng cứng. Đấy. Thì đây là về phần nhíp, phần đây rất là dày nhé, mặt bích dày này, bích quang dày 7 ly, quang dài 20 cm này. Quang dài thì mới đủ ôm cho với cái nhíp 8 lá này. Đấy. Số phụ này. Số phụ thì bên em trang bị cho cái bộ này cái dòng số phụ tốt. Dòng này thì nó sử dụng hai lò xo tự giữ vị trí các bác nhé. Tự giữ vị trí thì nó sẽ có cái lợi là các bác sẽ chỉ cần gảy số vào cái vị trí kia nó sẽ tự định vị và không cần căn chỉnh về cái vị trí nào chuẩn cả, chỉ cần các bạn gảy đúng cái vị trí là nó tự giữ vị trí, tự vào vị trí thì nó sẽ ít xảy ra cái sai hỏng do lắp đặt. Đấy. Và thứ hai nữa là cái trọng lượng của hộp số này nó sẽ nặng hơn cái loại thường kia là 1 kg nhé. Và nữa là cái dây số của nó không khác thì dây số của con ô tô. Đấy, dây số này, dây số này là dây số rút. Đấy, dây cứng tự đẩy tự rút. Đấy. Thằng này nó không có lò xo ở điểm tay cầm như thế này, giống như loại kia. Loại này nói chung là này lại tốt hơn số lùi bình thường. Và nếu như khách hàng nào có nhu cầu mua cái số lùi 2 tầng thì sẽ tính thêm tiền các bác nhé. Đấy, bên em đều có. Đây chính là cái số lùi 2 tầng, một số là để tiến lùi và một số mạnh. Đây là số tiến lùi và đây là số mạnh các bác nhé. Thì cái này sẽ chuyên dành cho các bác đường đèo dốc cao và tải trọng lớn. Đấy. Bởi vì khi lên dốc thì tải nó sẽ tăng lên rất là cao, không phải là bình thường nữa.
thì các bác phải cần đến hai số. Phụ kiện thì vẫn phụ kiện phanh, phụ kiện nhíp đầy đủ. Đây. Vẫn là 8 cao su. 6 này, 4 này. 6 là 12 cao su này. Mặt bích này. Đây là phụ kiện phanh này. Phụ kiện phanh thì sẽ có 8 lá là ghép kẹp 8 lá thì ghép vào thành một cái bộ kẹp như thế này. Cái kẹp này là mục đích là khi sau khi các bác kẹp rồi sẽ bắt vào đây. Đấy, như thế này. Kẹp vào như này. Sử dụng ống phi 27 để bắt nhé. Đấy, để xuyên qua. Hai cái này là đóng vai trò như cái bộ bản lề. Cái này thì em cứ đưa thôi, có những bác về thì không dùng đến cái này đâu. Có thể các bác sẽ dùng một cái ống khác để giữ làm cái bản lề quay thôi. Đây là ba đũa phanh và một dây phanh thắng tay. Đây là thắng tay. Loại này là loại dài 36 cm nhé. Đấy. À, còn đây là bộ cầu. Bộ cầu thì bên em bán thì luôn luôn là hàng loại 1. Đấy. Thì các bác có thể xem này. Độ gia công của nó này. Đấy, rất là nhẵn mịn này. Không có phần đúc thô đâu các bác. Nó làm rất là chuẩn. Tăm bua của nó một cái như này khoảng 3 cân rưỡi này. Đấy, rất là lặng, hàng này rất là chuẩn nhé. Bên em chuyên về hàng loại 1 luôn. Những cái hàng rẻ rẻ bên em không không làm. Thì cái đấy thì các bác mua hàng thì các bác cần hỏi loại rẻ nó khác ở chỗ nào thì em sẽ chỉ thêm cho các bác. Còn cái này thì em sẽ chỉ cái loại tốt thì em sẽ chỉ đường tốt cho các bác thôi. Đấy. Tổng thể một bộ nó như vậy. Thì mọi các cái chi tiết về đặt hàng thì vui lòng liên hệ. Bên em 0983 818 955 hoặc là 0966 818 955. Bên em thì có bán cả cái đèn hậu này cho các bác. Theo cái bộ này, đèn này thì dùng bóng tóc. Thì có những bác thì thích bóng led thì bên em đưa bóng led. Có những bác thích bóng tóc thì đưa bóng tóc. Bóng halogen thì nó có cái ưu điểm là khi hỏng thì mình mua thay thế được. Còn bóng led thì khi hỏng là chỉ có thay cả đèn thôi. Đây là chọn bộ nó như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.